đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại hoa kỳ 10 tháng 3 ở việt nam đã là ngày thứ sáu ngày 11 tháng 3 rồi và bây giờ là khoảng 8 giờ tối giờ cali thì hôm nay công ty cũng rất là bận cho nên năng lượng của Thuận bây giờ nó đang thấp một chút Nhưng mà không giống như là cách đây hai ngày lúc đó năng lượng thường cũng thấp nhưng mà giá cả tăng lên cho nên thường đã trang để năng lượng trở lại nhưng mà hôm nay thì không phải như vậy hôm nay thực sự khá là ảm đạm các bạn nhìn vào bất cứ một tài sản nào cũng rất là ảm đạm luôn chúng ta có thể thấy được là giá BTC á, lúc làm video này đó thì giá đã trả trở về là khoảng 38.600 trăm có nghĩa là cái sự tăng trưởng lên tới 42.000 chúng ta thấy cái T2 ngày đó từ mức là cũng cỡ như vậy 38 39.000 các bạn có đang nhớ là gần như là cả tuần giá Bitcoin đi trong phạm bi là 38 39.000 rồi sau đó tăng lên 42.000 khi mà có thông tin là à, tổng thống Joe Biden sẽ ký cái xác lệnh crypto đó giá tăng lên nhưng mà sau đó thì hôm nay hầu như đã trả trở về cái giá cái T2 ngày ở mức là 38.600 bây giờ đó thì chúng ta thấy được là giá của BTC xuống trong vòng 24 giờ qua là 5,3%. Thực ra cái này nó cũng đã điều chỉnh ngược cho lên một chút rồi tại vì hồi sáng này giá của Bitcoin có thể xuống tới 7% lần. Và thị trường bây giờ đó các bạn thấy được lại bearish trở lại chúng ta có thể nhìn vào đây là cái biểu đồ liên quan đến funding rate có nghĩa là cái phí qua đêm trên những sàn đó thì các bạn thấy là cái phí funding rate bây giờ đó là nằm ở cái mức là âm um, có nghĩa là màu đỏ trên màn hình trừ 0.1 có nghĩa là nhiều người bearish hơn, nhiều lệnh short hơn là long ở thời điểm hiện tại nếu chúng ta chỉ dựa vào funding rate và chúng ta có thể thấy được là toàn thị trường ngày hôm nay đó có nhiều màu đỏ xuất hiện có nghĩa là phần lớn các đồng đều là màu đỏ hết tiếp tục đi theo thương của BTC và chúng ta có thể thấy là Bitcoin đó hôm nay xuống 5,3% Ethereum đó thì xuống phần trăm thấp hơn thực ra những đồng lớn đó, đồng nào cũng xuống ít hơn là Bitcoin ngày hôm nay Ethereum xuống 4,3 đồng BNB thì xuống cũng tương tự xuống 4,6 các bạn thấy được là chúng ta có Solana Cardano cũng xuống phần trăm tương tự là khoảng 4% à, các bạn thấy là chúng ta có đồng The Luna thì đi hàng ngang và trong một tuần qua đó vẫn là con số dương à, thêm 7,9% trong khi tất cả những đồng lớn khác trong top 10 này đó đều là màu đỏ như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và Avalanche đi hàng ngang ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy đây có phải hiện tượng riêng đi qua crypto hay không thì không phải các bạn thấy hôm nay thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó những chỉ số lớn như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq thì đều là màu đỏ hôm nay khi mà kết thúc và thậm chí ngay thời điểm này các bạn nhìn vào pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai đó thì chúng ta vẫn thấy màu đỏ xuất hiện hợp đồng tương lai của Dow Futures là xuống 0,18% hợp đồng tương lai của S&P thì xuống 0,26% và Nasdaq thì xuống 0,45% cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai có thể chúng ta sẽ thấy chứng khoán mở cửa là một màu đỏ thì có phải là chúng ta chỉ thấy là chứng khoán màu đỏ ngày hôm nay chúng ta thấy là crypto màu đỏ ngày hôm nay còn về dầu và vàng thì như thế nào thì có thể nhiều bạn nghĩ là hôm nay có thể là một ngày cũng giống như là vài ngày trước đây khi mà chứng khoán không tốt crypto không tốt thì mình thấy cái sự tăng trưởng mạnh liên quan tới dầu và vàng thì có thể các bạn đã thất vọng rồi chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của vàng À, tháng tư này thì các bạn thấy là bây giờ ra vẫn dưới 2.000 đô bây giờ ra coi như là cũng đi hàng ngang nhưng mà vẫn là nghiêng về màu đỏ một chút và hồi sáng này đã đạt lúc giá của vàng nó hợp đồng này đã lên hơn 2.000 đô trở lại thì cũng là một cái sự tăng trưởng nhưng mà sau đó thì lại bị trả ngược cho xuống và bây giờ vẫn dưới 2.000 đô có thể nói được là vàng sau khi mà phá 2.000 đô đó thì đã bị khựng lại ở mức bây giờ bây giờ vẫn dưới con số đó và các bạn thấy được là dầu cũng như vậy luôn chúng ta đã thấy là dầu lên tới mức là 130 đô cho một thùng dầu hợp đồng tháng tư nhưng mà hai ngày liên tục thì các bạn thấy dầu tiếp tục giảm và tiếp tục giảm tuy là bây giờ đó giảm hai ngày như vậy như là bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà cái mức này cũng là cái mức rất là cao 105 đô cho một thùng dầu là cái mức rất cao luôn chúng ta có thể thấy được là thị trường những cái sự lo ngại đã trở lại và chúng ta hôm nay đó đã, đã chính thức Chở lại cái dùng gọi là cực kỳ sợ hãi ở mức là 22 trên cái chỉ số này và hôm qua là 28 là sợ hãi còn tôi như rồi là 33 là sợ hãi chúng ta đã đi vào cái dùng là cực kỳ sợ hãi thêm một lần nữa rồi và chúng ta có thể nhìn thấy đây không phải là hiện tượng riêng trong thị trường crypto mà chúng ta nhìn vào chỉ số tham lam và sợ hãi của chứng khoán đó thì cũng là cực kỳ sợ hãi luôn và chúng ta thấy được là hôm nay là 15 sợ hãi hơn ngày hôm qua là 16 và thôi như rồi cũng là cực kỳ sợ hãi chúng ta đã trở lại dùng cực kỳ sợ hãi rồi Thì hôm nay đã có thông tin lớn gì mà khiến cho nhiều thị trường ảm đạm như vậy Tối hôm qua đó, tôi có chia sẻ với các bạn là sáng ngày này nè, sáng hôm nay năm giờ mươi sáng giờ Cali đó thì chỉ số lạm phát tiêu dùng, có nghĩa là chỉ số CPI tháng 3 sẽ được công bố và những nhà kinh tế đó thì họ nghĩ là lạm phát tiêu dùng sẽ tăng là không 0,7% từ tháng 1 cho đến tháng 2 tại vì chúng ta đang trong tháng 3 mà tháng 3 chưa có kết thúc cho nên cái chỉ số hồi sáng này là chỉ số của tháng 2 và trong vòng 12 tháng qua đó là người ta ước tính là có thể tăng khoảng 7,8% một năm vẫn là con số cao nhất 40 năm qua nhưng mà đây là cái sự suy nghĩ của nhà kinh tế gia và đây là cái tài liệu CPI lạm phát cuối cùng trước khi mà Fed họp thứ ba tuần sau có nghĩa là cục liên bang của Hoa Kỳ họp về lãi suất thứ ba tuần sau thì chúng ta thấy được là sáng nay đó, thì chúng ta đã thấy được những thông tin gì các bạn thấy được là sáng nay đó chúng ta nhận được cái thông tin là cái chỉ số CPI đó đã ở mức là 7,9% như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và trong từ tháng 1 đến tháng 2 đó thì tăng 0,8% thì con số này cũng tương tự như là con số đã được những nhà kinh tế nghĩ đến là họ đoán là 0,7 và 1 năm là 7,8 thì cái mức này cao hơn là cái mức họ đoán một ít mà thôi 7,8 và 7,9 thì cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng mà con số này vẫn là tệ hơn là những nhà kinh tế gia nghĩ và các bạn thấy cuối cùng thì chúng ta có thể nhìn là thị trường ngày hôm nay cũng là đỏ nhưng mà không có đỏ đậm lắm trong thị trường chứng khoán các bạn thấy được là cũng xuống nhưng mà xuống là chỉ số Dow Jones chỉ xuống 0,3 S&P xuống 0,4 và Nasdaq xuống 0,9 thì coi như cũng không phải xuống mạnh lắm tại vì con số này cũng tương đương mà thôi nhưng mà đương nhiên đây không phải là một con số tốt rồi và điều quan trọng hơn đó mà nhiều người nghĩ đến là cái chỉ số lạm phát này nó có tiếp tục và tiếp tục tăng trưởng nữa hay là không thì cái điều mà thường có thể chia sẻ với các bạn là có thể là chúng ta thấy là cái chỉ số lạm phát này cứ tăng và tăng như vậy nhưng mà khi mà chúng ta zoom vào đó để mà nhìn vào cái phần trăm tăng trưởng từ tháng này tới tháng kia đó thì cái số lượng phần trăm từ tháng này tháng kia đó nó đã chậm lại rồi nhưng mà một cái mà chúng ta không thể lường trước được tháng vừa rồi đó chính là chúng ta lại có một cái cuộc chiến diễn ra và hôm nay đó thì uh, bộ trưởng bộ tài chính trên đại cũng đã nói là chúng ta nên chuẩn bị tâm lý là cái phần trăm lạm phát sẽ tăng và tăng mạnh hơn nữa liên quan đến cái cuộc chiến giữa nga và ukraine tại vì cái cuộc chiến này đã không chỉ là ảnh hưởng riêng đến cái giá dầu đâu giá dầu là ảnh hưởng chung tất cả rồi tại vì dầu dùng để sản xuất dầu dùng để di chuyển cho nên ảnh hưởng chung hết mà các bạn thấy là nước nga cũng là một nước mà xuất khẩu những cái mặt hàng như là lúa mì cho nên lương thực cũng có thể bị ảnh hưởng cho nên cái phần trăm lạm phát tăng trưởng nó đáng lý đâu là có thể là từ từ giảm xuống nhất là đối với những cái chính sách là phép tăng lãi xuất lên để mà hạn chế cái sự tăng trưởng của nền kinh tế thì có thể là quản lý được lạm phát nhưng mà với cái sự kiện liên quan đến cuộc chiến giữa nga và ukraine này thì có thể là phần trăm lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong dòng vài tháng tới và nói tới cái cuộc chiến này đó thì không có khả quan lắm. Theo những thông tin mà được chia sẻ đó ngày hôm nay thì những cái cuộc đàm phán đã có 3 lần đàm phán giữa nước Nga và Ukraine rồi. Nhưng mà kết quả đàm phán thì hầu như đã thất bại và cho đến thời điểm này đó thì những thông tin mới nhất là chúng ta vẫn tiếp tục thấy cuộc chiến diễn ra. À, vẫn tiếp tục nghe là nhiều thành phố của nước Ukraine đó đã bị bom đạn làm ảnh hưởng và hiện bây giờ đó thông tin mới nhất là cái quân đội của nước Nga cách cái thủ đô Kiev 果。 nước Ukraine nó chỉ có 10 miles mà thôi và những mà nào mà Hoa Kỳ cũng đã biết nếu như các bạn chạy tốc độ ở trên đường cao tốc freeway đó thì 10 miles chỉ trong vòng có nửa tiếng thôi đã đến rồi. đương nhiên đây không có phải là chạy trên đường cao tốc, đương nhiên đây là cái uh, di chuyển hành quân. Nhưng mà ý tôi nói đây uh, thời gian rất ngắn mà thôi, nhiều người nghĩ là có thể là giờ này ngày mai thì chúng ta đã có thể thấy những cái sự kiện liên quan tới Kiev diễn ra và trong cuối tuần này nhiều người cho là có thể là thủ đô Kiev sẽ thất thủ đây là những thông tin mới nhất mà thường muốn chia sẻ với các bạn nói tóm lại thì cuộc chiến này có thể là tiếp tục diễn ra thêm một thời gian nữa tại vì những cái cuộc đàm phán hầu như đã thất bại rồi và thêm vào đó đó chúng ta thấy là cũng có thêm những công ty hoa kỳ đã rời khỏi nước nga ngày hôm nay và bây giờ nó đã ảnh hưởng nhiều hơn là không phải là những công ty bán mặt hàng hay là bán thức ăn nữa mà chúng ta thấy đã bắt đầu có sự xuất hiện của nhiều ngân hàng rời khỏi nước nga trong đó chúng ta thấy mở đầu là ngân hàng Goldman Sachs Kế tiếp chúng ta cũng nghe nói tới thông tin cái tỷ bảy trên hồ là ngân hàng JP Morgan Chase là ngân hàng lớn thứ ba ở Hoa Kỳ và lớn thứ bảy trên thế giới hồi nhớ như vậy đó đã, đã rời khỏi nước Nga. Thì lý do tại sao họ rời khỏi thì những ngân hàng này nói là tại vì những cái lệnh cấm vận cho nên ở đây nước Nga cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ họ sẽ rời khỏi nước Nga và không hoạt động nữa. Đây là hai ngân hàng lớn chúng ta đang nghe nói tới thông tin ngày hôm nay là rời khỏi nước Nga. Hôm nay cũng có một số những cái drama ở trên Twitter tại vì ở trên Twitter họ đã xóa bỏ hai cái thuyết của lãnh sư quán của nước nga ở nước anh có nghĩa là đây là lãnh sư quán nga ở nước anh hiện bây giờ thì họ có hai cái thuyết ở trên Twitter chính thức của họ à, nói về cái việc là họ không có chịu trách nhiệm liên quan đến những cái sự cố diễn ra về bơm đạn tại vì theo thượng đọc thông tin đó, thì có một cái bệnh viện đã bị bơm đạn làm ảnh hưởng và trong đó đó cũng có một uh, bà mẹ bầu cũng uh, đã bị thiệt mạng nhưng mà ở bên uh, nước nga đó thì uh, cái Twitter chính thức của lãnh sư quán thì uh, nói là cái uh, đây là một cái sự kiện hư cấu có nghĩa là đây là một người nào đó cố tình dựng ra những cái hình ảnh này để mà khiến cho cái sự uh, căm phận đối với nước nga tăng lên thì thời kỳ nào thường không có biết cái mà thường có thể chia sẻ với các bạn là hai cái thuyết này đã bị Twitter xóa và đã nói là đây là hai cái thuyết không đúng sự thật thì bên nào đúng bên nào sai thường nghĩ là chỉ có những người trong cuộc mới biết mà thôi thường chỉ có thể chia sẻ thông tin với các bạn là tóm lại cuộc chiến bây giờ đó vẫn chưa có hồi kết và cái sự ảnh hưởng bây giờ lớn nhất đó chính là lạm phát thì bây giờ đó là sẽ ảnh hưởng ra sao và tại sao chúng ta lại quan tâm đến tại vì lạm phát sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Fed tuần sau sẽ như thế nào thì có gì bạn hỏi Thuận là Thuận nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất hay là không? Thuận nghĩ là Fed vẫn sẽ tăng lãi suất à, sau khi họp thứ ba thứ tư tuần sau thì thứ năm chúng ta sẽ nghe nói tới thông tin thì Thuận nghĩ là Fed sẽ thông báo là sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau đại dịch và tại sao là như vậy thì các bạn cũng đã biết là trong những cái buổi điều trần ở Hạ viện và Thượng viện tuần vừa rồi đó thì Chủ tịch John Powell của Fed cũng đã khẳng định là hiện bây giờ đó cho đến khi biết thêm thông tin thì Chủ tịch Fed vẫn tiếp tục sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong tháng 3 này và sau đó sẽ từ từ xem coi coi là cái sự ảnh hưởng về phần trăm lạm phát đến từ chiến tranh này ra sao cho nên khả năng cao thường vẫn nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất và câu hỏi kế tiếp là tăng bao nhiêu Thường thì nghĩ là khả năng tăng đó là 0,25 mà thôi chứ không phải là cao hơn đâu. Thường nghĩ là thị trường bây giờ nhiều người cũng có cái suy nghĩ tương tự. Cho nên nếu như mà tuần sau Fed hợp xong đó và nói là sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên lên không từ 0 đến 0,25. Thì tôi nghĩ là thị trường sẽ không có bất ngờ đâu Nhiều người cũng đã dự trù cái phần này rồi Và những cái trader hiện bây giờ đó Chúng ta có thể nhìn thấy hợp đồng Liên quan tới lãi suất của Fed à, Ngày 16 tháng 3 đó Thì hợp đồng này 94% đã nghiêng về là Fed tăng lãi suất từ 0,25 cho đến 0,5 và chúng ta có thể được là hợp đồng cho tháng kế tiếp tháng 5 đó khi mà Fed hợp ngày 4 tháng 5 thì hiện bây giờ đó vẫn nghiêng về là sẽ tăng thêm một lần nữa nhưng mà bây giờ tăng bao nhiêu đó thì vẫn chưa có sự đồng nhất các bạn thấy là 61% hợp đồng bây giờ nghiêng là tăng lên tới 0,5 trên 0,15 nghĩa là tăng thêm 0,25 nữa nhưng mà cũng có 35% nghĩ là sẽ tăng nhiều hơn thường không nghĩ là fed sẽ làm những cái gì khiến cho thị trường bị sốc hiện bây giờ đâu tại vì có rất nhiều yếu tố đang diễn ra chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát à, do dịch bệnh cũng đã tăng lên rồi do cái sự in tiền của chính phủ cũng đã khiến cho lạm phát tăng và hiện bây giờ chúng ta thấy lại có cái lạm phát đến từ chiến tranh nữa thì phần trăm lạm phát đó, nó sẽ tăng lên cao lắm và thị trường bây giờ đó hầu như đã không có như là cách đây vài tháng cách đây vài tháng khi mà fed tăng lãi suất thì đưa ra một cái chiến lược chiến lược đó đưa ra lúc mà thị trường vẫn còn tốt Như bây giờ chiến trường không còn tốt như lúc đó nữa và lý do tại sao mà fed tăng lãi suất thì các bạn nên nhớ là tại vì một trong những cách mà quản lý được phần trăm lạm phát chứ còn Fed đâu thế nào mà làm giảm hay tăng phần trăm lạm phát đâu phần trăm lạm phát là do thị trường quyết định mà thôi người mua và người bán nhưng mà Fed có thể là quản lý phần trăm lãi suất của Fed như là Fed fund rate thì sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến cái sự tăng trưởng của thị trường và nền kinh tế và khi mà nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh có quá nhiều tiền trong nền kinh tế thì sẽ dẫn đến là giật giá leo thang đó chính là lạm phát thì khi mà tăng lãi suất của Fed lên thì sẽ có cái hiệu ứng là nó sẽ giảm đi cái phần trăm tăng trưởng nhưng mà nếu như mà thị trường đã không còn tăng trưởng nữa hay đã nguội lại đó thì cũng không có lý do gì mà fed tăng lãi suất à để tiếp tục gây áp lực với thị trường cho nên thường nghĩ là nếu như mà thị trường thực sự là bất ổn và nền kinh tế đó không tăng trưởng thì chúng ta có thể dẫn đến là Fed không tiếp tục tăng lãi suất nữa. Đó là suy nghĩ của thuận mà thôi. Thì tại sao thị trường lại không tiếp tục tăng trưởng nữa? Tại vì các bạn thấy được là phần trăm lạm phát tăng nhưng mà không phải là tăng mãi được. Tại vì tăng tới một mức nào đó đó thì mọi người sẽ không có muốn ra đường và chi tiêu nữa. Thật ra bản thân của thuận đó thì các bạn đã biết là thuận sống ở Cali, sống ở quận Cam và đối với gia đình của thuận đó thì nếu như nói về cái khả năng thu nhập đó thì các bạn thấy được là đây là khả năng thu nhập của năm 2020 chia à, ra thành bốn nhóm cái thấp 10% của Hoa Kỳ đó là thu nhập trung bình đây là trung bình mà thôi có người hơn có người ít hơn nhưng mà trung bình đó, nếu các bạn nằm trong cái nhóm 10% thu nhập cao nhất của Hoa Kỳ đó là một năm trung bình là 173.000 trong nhóm 5% đó thì trung bình thu nhập một năm là 342.000 đô trong nhóm 1% đó thì trung bình thu nhập là 823.000 và trong nhóm 0.1% của những người mà làm lương cao nhất ở nước Hoa Kỳ đó thì trung bình là 3,2 triệu thì gia đình của thường đang nằm ở trong cái hàng thứ hai này là top 1% của những người có thu nhập cao nhất của Hoa Kỳ thì đây là con số trung bình mà thôi thường đi sẽ không chia sẻ với các bạn con số chính xác thì trung bình các bạn thấy được là đối với những người trong top 1% đó là 823.000 đô một năm thì với cái con số này đó thường chia sẻ với các bạn là ngay cả như vậy thường cũng hạn chế ra ngoài và mua đồ hiện bây giờ tại vì thật sự mà nói là bản thân thường còn nhắn tiền chứ đừng nói tới những người mà có thu nhập thấp hơn các bạn chỉ cần là đi chợ một vòng thôi là 300 đô rất bình thường và các bạn chỉ mua đồ dùng trong vòng vài ngày mà thôi nếu như mà các bạn muốn mua dự trữ đó nhưng mà nào mà ở xa mà muốn mua nhiều thức ăn để mà lưu trữ mà sử dụng trong vòng vài tuần đó, thì có thể là các bạn trả 2 đô cũng là một điều mà cũng thường thấy hiện bây giờ tại vì giật giá rất là leo thang và các bạn ra ngoài ăn uống đó thì bây giờ ở đâu cũng thiếu người ở đâu cũng chờ đợi và giá thì lại mắc khiến cho bản thân thường còn nản chứ đừng nói tới nhiều người cho nên cái mà thường muốn chia sẻ đây đó là không phải lúc nào vật giá cũng leo thang và leo thang tới mức nào đó nó sẽ từ từ khựng trở lại ngoài chứ là những cái yếu tố chúng ta không nghĩ đến mà thôi chứ còn trên căn bản đó vật giá leo thang nhưng mà tới mức nào đó sẽ không leo thang nữa tại vì người dân đó sẽ không có chi tiêu thêm nữa thì vì lý do đó cho nên nếu như mà kéo dài tình trạng này đó thì nền kinh tế sẽ bị khừng lại và không còn nóng nữa cho nên thường mới nói là dài hạn đó thì tiếp tục thường nghĩ là khả năng là Fed có thể là tăng một vài lần rồi lại không tăng tại vì tăng là để hạn chế sự tăng trưởng của nền kinh tế nhưng mà nếu nền kinh tế đã không còn tăng trưởng nữa thì không lý do để mà tăng nhưng mà thường nói đây đó là đương nhiên chỉ riêng về Hoa Kỳ cục như trên các bạn của Hoa Kỳ mà thôi nhưng mà đây là tình trạng chung của cả thế giới luôn. Các bạn nhìn vào ngân hàng trung ương của nước Anh cũng như vậy, cũng tăng lãi suất vì trường hợp tương tự làm phát cao. Các bạn thấy được là hiện bây giờ đó chỉ có là ở Europe có nghĩa là ở châu Âu đó là ngân hàng trung ương châu Âu vẫn không muốn tăng lãi suất tại vì hiện bây giờ là cuộc chiến đang diễn ra và có thể ảnh hưởng nặng đến nền kinh tế của châu Âu cho nên họ không muốn tăng lãi suất hiện bây giờ nhưng mà họ cũng đã giảm đi cái số lượng tiền bơm vào trong nền kinh tế rồi Hiện giờ chỉ có một quốc gia duy nhất lớn mà thường biết là không những là không tăng lãi suất của ngân hàng trung ương mà còn giảm lãi suất nữa đó chính là nước Trung Quốc. Thì lý do tại sao thường nghĩ đây là cái dấu hiệu là nền kinh tế Trung Quốc hoàn toàn không ổn và chúng ta cũng đã từng nói tới những cái sự kiện như là bất động sản ở Trung Quốc liên quan tới công ty Evergrande vân vân. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một dự án có tên là CCFlow đây là một cái nền tảng một cổng thông tin về giáo dục đến từ Ba Lan và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay thì một số cập nhật nhanh về CCFlow đây là đối thủ cạnh tranh của Google đến từ Ba Lan Công cụ tìm kiếm brand đầu tiên giúp loại bỏ các tìm kiếm kiến thức và trí tuệ bằng cách thăm dò ý kiến của người khác chứ không phải là máy tính và sắp phát hành công khai phiên bản beta của dự án này. Trên hết là dòng đầu tư thứ 14 của họ đã bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2022. Nền tảng CC đó với tiền điện tử blockchain giảm phát của nó tạo ra một cái thị trường những người học tập với cộng đồng và các chuyên gia. Công ty khởi nghiệp Ba Lan đã huy động được tổng cộng là 4 triệu 165.809 đô cho đến ngày hôm nay thông qua các vòng đầu tư bán riêng. Người đồng sáng lập và cũng là bộ não đứng sau lưng của dự án CCFAO hay nhiều người gọi là Elon Musk của Ba Lan cho biết là CCFAO sẽ trở thành cổng thông tin giáo dục phổ biến nhất trên thế giới với tổng số lượng người dùng bây giờ đó là 16.716 đang dùng shop CC để đăng ký và 2.726 nhà đầu tư từ 76 quốc gia và số lượng người dùng dự kiến là 2 triệu 560.000 người vào năm 2027 và cũng là một tiềm năng để các bạn có thể tìm hiểu thêm ICO của CC Found đã, đã sắp kết thúc với dòng đầu tư lần thứ 14 bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 lúc 12 giờ CST và kết thúc vào 12 tháng 3 thứ hai vào lúc 12 giờ cct đầu tư sớm đảm bảo cổ tức được trả hàng ngày. Airdrop chưa kể 10% phụ trội cho các đối tác lớn. Ngoài ra, CCFAO còn chạy một chương trình liên kết với 10% tiền thưởng giới thiệu. Cuối tháng 4 năm 2022 sẽ đưa CCFAO Coin niêm yết trên nhiều sàn tập trung và phi tập trung khác nhau và đây những cái thông tin được đưa đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay nền tảng cc file, một cổng thông tin về giáo dục và là một cái ứng dụng khá mới mẻ những mà nào mà có thú tìm hiểu thêm và tham gia thì cũng như trước đây thông sẽ đây những cái link trong phần mô tả dưới cái video này hôm nay chúng ta cũng nhận được thông tin là cái gói hỗ trợ chi tiêu chính phủ đó là 1,5 nghìn tỷ hôm nay đã được bầu và thông qua ở Thượng viện, chúng ta cũng đang nhớ là hôm qua chúng ta nói tới Hạ viện thì bây giờ cái gói này đã thông qua thượng viện và bước kế tiếp sẽ được ký bởi tổng thống Joe Biden và thường nghĩ là không lý do nào mà tổng thống không ký hết có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm 1,5 nghìn tỷ được in ra để cho chính phủ có thể chi tiêu và trong đó các bạn đã nhớ là có 14 tỷ đô la là dùng để mà hỗ trợ người dân của Ukraine và cái số lượng tiền này đó sẽ đủ để cho chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động cho đến tháng 9 rồi trong thời gian này sẽ tiếp tục đàm phán coi nâng nợ trần như thế nào cho dù những gì mà thùng chia sẻ với các bạn đó thì thống kê năm 2021 đó chúng ta thấy là người Hoa Kỳ đó thì tài sản của họ đã tăng lên tổng cộng lên tới mức là 150.000 tỷ đây là cái lần đầu tiên mà người dân Hoa Kỳ tổng cộng tài sản cao như vậy các bạn thấy được là tài sản cao như vậy là vì gì thì lý do gì tại vì chúng ta thấy là trong dòng năm 2021 và năm trước đó nữa đó thị trường chứng khoán tăng trưởng rất là nhiều và rất nhiều người dân Hoa Kỳ đầu tư về chứng khoán thông qua những cái quỹ lương hưu cho nên chứng khoán tăng thì tài sản họ cũng tăng và thêm vào đó nữa người dân Hoa Kỳ đã sở hữu nhà thì những người mà sở hữu nhà khi mà giá nhà tăng tài sản họ cũng sẽ tăng nhưng mà cộng vào cái đó đó tuy là tài sản họ tăng lên nhưng mà cái nợ họ cũng tăng lên các bạn thấy được là cái nợ của gia đình á trong vòng một năm đã tăng thêm 8% và hiện bây giờ đó 6,9% là nợ tư nhân tiêu dùng rồi và 8% đó là nợ liên quan tới mua nhà có nghĩa là nợ mua nhà bao nhiêu thì giờ cộng thêm 8% cũng dễ hiểu thôi tại vì bây giờ nhà giá đã mắc hơn nhiều người refinance để mà lấy thêm tiền ra khỏi nhà hay là nhiều người mua nhà mới thì giá mắc hơn các bạn phải mượn nhiều hơn cho nên tuy là tài sản tăng nhưng mà cái nợ cũng tăng thêm chỉ có một cái các bạn cần phải lưu ý đến đây không phải là dấu hiệu tốt đâu có thể đọc thì các bạn thì được là wow người dân Hoa Kỳ đột ngột giàu quá nhưng mà không phải đâu cái số nợ mà tăng cao như vậy đó mà tài sản tăng như vậy đó thì bây giờ các bạn thấy được là quý 1 của năm 2022 đó chưa gì hết là chúng ta đã thấy là không ổn về thị trường chứng khoán rồi có nghĩa là cái số lượng tài sản này đó là tài sản chưa có bán mà thôi phần lớn là như vậy tài sản trong nhà đương nhiên không thể bán được rồi các bạn thấy là các bạn bán nhà thì ở đâu tài sản trong chứng khoán gì hưu thì những người mà chưa gì hưu cũng không có bán có thể là phần lớn cái số lượng tài sản mà người ta nghĩ người ta có đó là chỉ là trên giấy tờ mà thôi chứ hoàn toàn là chưa có bán nhưng mà cái mà họ cần phải bỏ tiền túi ra để mà chi tiêu hàng tháng đó chính là trả tiền nợ các bạn thấy được là nếu như mà tài sản của họ xuống tiền nợ của họ cũng như vậy, họ cần phải dùng nhiều tiền để mà trả nợ hàng tháng cộng với lại giật giá leo thang thì các bạn nghĩ nền kinh tế sẽ như thế nào? Đó cũng là một lý do sao mà thuận nghĩ là nền kinh tế sẽ bất ổn, Fed sẽ tăng lãi suất khoảng chừng là vài lần rồi thuận nghĩ là Fed lại quay đầu giảm lãi suất xuống không phần trăm thêm một lần nữa. Đó là cái suy nghĩ của thuận mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment ở bên dưới thì đó là phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ các bạn thấy được là có một tài sản mà phần trăm lạm phát không tăng mà còn giảm theo thời gian nữa đó chính là Bitcoin các bạn đã biết là cái số lượng Bitcoin ấn định đó là 21 triệu nhưng mà có một hiện tượng là mỗi 4 năm đó chúng ta sẽ có cái hiện tượng Bitcoin halving thì hiện tượng này đó là khi mà xảy ra đó thì cái số lượng Bitcoin được đào mỗi một đốc sẽ bị giảm xuống phân nửa Điều này đã xảy ra vào năm 2020 à, Bây giờ các bạn thấy được là kế tiếp sẽ là chuẩn đoán ngày 5 tây tháng 5 năm 2024 Lúc đó đó mỗi lốc thay vì là có 6,25 Bitcoin ra đời thì chỉ còn có 3,125 Bitcoin ra đời mà thôi Cái phần trăm lạm phát Bitcoin ra đời đó giảm xuống phân nửa cho nên theo thời gian đó thì cái phần trăm lạm phát của Bitcoin đó từ từ giảm xuống và giảm xuống theo thời gian và sẽ nhanh chóng giảm xuống còn dưới 1% và dưới 0,5% và cứ tiếp tục cho tới cái số lượng Bitcoin cuối cùng sẽ được đào đó là năm 2140 đó là chẩn đoán hiện bây giờ còn về một số bạn hỏi thuận đó là thuận nghĩ sao về chu kỳ 4 năm thì cái chu kỳ 4 năm đó cái lý thuyết đó đang ngày lại càng yếu đi tại vì trên căn bản chúng ta đang nằm trong năm thứ năm rồi các bạn thấy là chu kỳ 4 năm đó là bắt đầu một năm ngay sau khi mà có hiện tượng halving và lần cuối cùng của hiện tượng halving là hè của năm 2020 và các bạn thấy là cuối năm đó đã, đã, bắt đầu một cái đợt bull run nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là đã ra năm 2022 rồi trên căn bản chỉ còn có hai năm nữa thôi là sẽ có hiện tượng bitcoin having nếu như mà chúng ta không có một cái sự tăng trưởng đột biến đó thì thường người thể nói với các bạn là cho đến hè năm nay thì coi như là lý thuyết mỗi 4 năm chu kỳ đó, đó lý thuyết đã không còn nữa và chúng ta có thể thấy bitcoin đã đi vào một cái Thế giới hoàn toàn mới rồi, chúng ta có thể thấy là Bitcoin có thể là đi theo những loại tài sản khác, không còn những cái mùa, những cái chu kỳ nữa mà sẽ lên xuống theo tình hình của thị trường. Có thể là lên rồi điều chỉnh một thời gian rồi lại lên điều chỉnh một thời gian chứ không còn những mùa đông như chúng ta nghĩ trước đây nữa. Nhưng mà bây giờ cũng còn quá sớm, đợi thêm khoảng chừng 3 tháng nữa thì Thuận sẽ biết rõ hơn. Thì ở thời điểm này đó, tình hình on-chain như thế nào? Cách đây mấy ngày hôm nay đó thì thị trường có nhiều thông tin cho nên thường chú tâm chia sẻ thông tin không có quá chú tâm nhìn vào những cái tài liệu on chain nhưng mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là trước hết nhìn vào cái số lượng bịch hôm nay có lời trên class no đó là khoảng 68 phần à, trăm con số này rất là thấp và cái mức này đó Tuy là giá bịch không bây giờ là 38 639 000 à, Nhưng mà cái mức hiện bây giờ, cái số lượng bịch có lời đó là tương đương với khi mà giá của BTC tháng 7 của năm ngoái đó chỉ có là 31, 32.000 mà thôi có nghĩa là cái số lượng Bitcoin này có lời bây giờ phần trăm tương đương với cái mức giá chỉ có 31, 32 của năm ngoái. Nhưng mà bây giờ mức giá nó lên tới 38, 39 ngàn rồi. Nó là tốt hơn. Và kế tiếp đó các bạn có thể nhìn thấy được là Coinbase Destroy CDD. Đây là dấu hiệu cho thấy được là chúng ta có những người lưu trữ Bitcoin lâu năm di chuyển hay không. Tại vì khi những người đó di chuyển đó, họ sẽ di chuyển Bitcoin lưu trữ lâu năm và số lượng lớn khiến cho cái đường màu vàng này tăng vọt lên. Các bạn thấy là bây giờ không có hiện tượng đó chúng ta thấy là gần đây toàn là nằm ở mức thấp thôi, không thấy dấu hiệu là có những cá voi di chuyển số lượng lớn của BTC lưu trữ nhiều năm. Chúng ta vẫn thấy có dấu hiệu nhiều cá voi di chuyển bên trong của mình nhưng mà đó là những cá voi mới hơn. Những cá voi lâu năm đó thì không có dấu hiệu đó, thường sẽ chia sẻ một số những cái ví cá voi với các bạn à, một lát nữa. Chúng ta nhìn vào tình hình giá cả lên xuống trong vòng mấy ngày qua đó thì cái số lượng BTC trên sàn có hướng tượng như thế nào thì các bạn thấy được là cái số lượng BTC sàn đó thì trong vòng 3 ngày qua là chúng ta thấy là màu đỏ trên màn hình có nghĩa là ba ngày qua cái số lượng Bitcoin trên sàn là mất đi cái số lượng Bitcoin nạp vào ít hơn là rút ra và chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ tổng số Bitcoin trên những sàn giao dịch đây là cái đường màu xanh cái bạn nhìn trên màn hình thì không những là không tăng mà đột ngột các bạn lại thấy là cái đường này nó lại cắm đầu xuống nữa bây giờ chỉ còn có chẩn đoán là 2,3 triệu bitcoin trên sàn mà thôi phần còn lại là không có mặt trên sàn giao dịch đây là một dấu hiệu gì? Đây là dấu hiệu các bạn thấy là cho dù thị trường ám đầm các máy chúng ta vẫn không thấy dấu hiệu là mọi người, những người mà lưu trữ lâu năm, số lượng lớn đó không thấy dấu hiệu là họ hoảng loạn và đem bitcoin lên trên sàn để mà bán mà ngược lại các bạn thấy là những bitcoin trên sàn được bán sau đó có người thu mua lại và lại có dấu hiệu là họ đem ra khỏi sàn để mà lưu trữ dài hạn đó là tình hình hiện bây giờ và chúng ta có thể nhìn thấy một số những cái ví cá voi lớn đi thì uh, thường sẽ sử dụng cái trang đây là cái uh, trang thì đây là cái trang thống kê những cái địa chỉ ví trên mạng lưới của BTC. Thường nó thường sẽ không có xem 1000 ví đầu tiên tại vì các bạn thấy được là 1000 ví đầu tiên đó, lưu trữ rất nhiều BTC nhưng mà có thể đó là những dịch vụ hay là những cái sàn giao dịch cho nên thường thường là sẽ sử dụng những cái ví sau này hơn. Và trong video này thường sẽ sử dụng những cái ví là 10 ví tổng cộng bắt đầu từ ví là 1001 rồi 2001 rồi 3001 rồi 4001 cho đến cái số Ví thứ 10. Thì trước hết chúng ta nhìn vào cái ví 1001 đi. Ví đầu tiên này thì các bạn thấy được là những động thái gì trong cái ví này. Thì ví này có tổng cộng là 9680 BTC. À, đáng giá rất là cao nhưng mà cái ví này các bạn thấy được là đã được thành lập vào năm 2018 bắt đầu tích lũy thu mua à, tháng 12 sau đó các bạn thấy được là không có động tĩnh gì cho đến à, hè năm ngoái hè năm ngoái tháng 7 lúc đó là thời điểm gì lúc đó là thời điểm mà nhiều người quan mang nhất các bạn thấy được lúc đó là giá đi xuống từ 63.000 còn có 29.000 thì lúc mà các bạn quan mang bán các bạn thấy được là con cá voi này làm gì tích cực thu mua thời điểm đó ngày 16 tây tháng 7 cho đến ngày 19 tây tháng 7 của năm ngoái đó những mức như là từ 31.000 xuống còn uh, 30.000 thì cái thời điểm đó cái ví này tích lũy thêm nhưng mà lần cuối cùng tích lũy là năm 2021 tháng 7 sau đó đã không có đồng tĩnh cho đến ngày hôm nay nhưng mà chỉ thấy thu mua và thu mua rồi nạp vào ví mà thôi chứ không có dấu hiệu là BTC rời khỏi ví. Ví thứ nhì là ví 2002 thì ví này có 8.000 bitcoin tổng cộng và ví này thì bắt đầu từ năm 2020 thì chúng ta thấy được là tháng 9 ngày 13 14 thì đã nạp vào rất nhiều bitcoin ở mức giá là 10.000 đô nhưng mà sau đó đã không có đồng tĩnh cho đến ngày hôm nay. Cũng không thấy bất cứ bịch Bitcoin nào rời khỏi cái ví này. Nạp vào thời điểm là 10.000 đô cho tới bây giờ. Các bạn thấy được là giá đã lên tới 60 mấy ngàn đô rồi trở xuống 2 mấy ngàn đô. Rồi trở lên 6 mấy ngàn đô rồi trở xuống 3 mấy ngàn đô. Cho dù giá lên xuống như vậy, họ mua ở mức tốt chỉ có 10.000 đô. Con số lượng lớn nhưng mà vẫn không thấy dấu hiệu là Bitcoin rời khỏi cái ví này. Ví thứ ba, ví 3003, các bạn thấy được là cái ví này đó đã thành lập vào năm 2021, hồi tháng 9, như là cái tiền khoảng chừng 6 tháng, họ nạp vào 5.121 BTC, sau đó tháng 10 nạp vào 104 BTC, rồi sau đó các bạn thấy là không có đồng tính gì, sau đó cái ví này lưu trữ 5.226 BTC kế tiếp nữa chúng ta có thể thấy được là cái ví này là cái ví thứ tư và là cái ví cá voi đầu tiên mà chúng ta thấy có động thái có Bitcoin rời khỏi ba ví kia các bạn thấy đây chỉ có nạp vào mà thôi các bạn thấy được là cái ví này thành lập à, cũng năm 2021 và thành lập ngày 19 tới tháng 12 như này cái đây chỉ có 3 tháng. Họ đã nạp vào tổng cộng là 4.800 BTC cỡ đó. Sau đó ngày 22 tháng 1 mới đây đó, họ có 1.730 Bitcoin rời khỏi. Nhưng mà sau đó chỉ có 5 ngày lại thêm 1.389 Bitcoin nạp vào. Thì nó tóm lại ví này đó sau cái đợt nạp vào rút ra như vậy đó thì vẫn còn lưu trữ 4.421 BTC và không có dấu hiệu là Bitcoin rời khỏi trong tháng 3 này hay giờ tháng 2 cũng không có luôn chúng ta có thể nói tới cái ví thứ năm cái ví thứ năm này cũng tương tự như là ba cái ví đầu tiên không có dấu hiệu Bitcoin rời khỏi mà các bạn thấy là cái ví này đã thành lập tháng 3 năm 2020 nghĩa là cái T2 năm nạp vào 3.410 BTC đây vẫn là con số hiện tại của ví này không có dấu hiệu rời khỏi, ví kế tiếp là ví thứ sáu. Các bạn thấy được là cũng tương tự như cái ví kia tháng 11, có nghĩa là cách đây chỉ có 4 tháng mà thôi nạp vào à, gần như là 3.000 bitcoin mức 5-7.000 đô. Cho dù giá đã xuống nhưng mà họ cũng không có đồng tình gì, vẫn tiếp tục lưu trữ đến bây giờ. Kế tiếp à, các bạn thấy được đây là cái ví kế tiếp chúng ta thấy là có 2.422 BTC thì các bạn thấy được là cái ví này thành lập năm 2014. Không có động tĩnh gì cho tới bây giờ, nhưng mà cái ví này quá lâu rồi thì có thể đây là một cái ví mà à, họ đã mất khóa cá nhân, cũng có thể nên như vậy. Kế tiếp chúng ta sẽ thấy đây là cái ví à, là có 2.100 BTC, họ nạp vào đó là năm 2021 tháng 2, cách đây khoảng chừng một năm. Nhưng mà sau đó cũng không có bất cứ đồng tĩnh là à, BTC rời khỏi cái ví này, chỉ nạp vào mà thôi có thể cho các bạn thấy được là đây là cái ví thứ chín thì cũng tương tự như những cái ví kia bắt đầu từ năm 2014 nạp vào có thể cũng là một cái ví mất khóa cá nhân nhưng mà cũng không có động thái là rút ra. Các bạn thấy được là trong chính cái ví vừa rồi đó chúng ta mới nhìn Toàn là những ví lớn không. Chỉ thấy là nạp vào. Chỉ có một ví duy nhất là có dấu hiệu là rút ra. Nhưng mà cái số rút ra đó vẫn thấp hơn cái số nạp vào. Chúng ta có thể thấy là cái ví kế tiếp. Đây là cái ví thứ 10. Và cái ví này nó rất là thú vị. Tại vì sao? Tại vì đây là một cái ví mà thành lập rất là lâu rồi. Để thường cho khoảng bạn đã được lịch sử cái ví này. Thành lập đó là từ năm 2015. Và đây là một cái ví mà thường nghĩ là họ trung bình giá tại các bạn thấy đi là ngày 5 tháng 3, ngày 6 tháng 3, ngày 7 tháng 3 hầu như là họ trung bình giá hàng ngày luôn ngày 14, 15, 16, 17, 18 và họ trung bình giá từ lúc mà Bitcoin chỉ có 275 đô mà thôi hầu như ngày nào họ cũng mua mua con số khoảng 100 đô, 100 đô, 200 đô rồi từ từ họ tăng lên các bạn thấy là liên tục và họ cứ tăng lên, tăng lên như vậy có thể lên tới cả ngàn đô năm 2015 rồi họ tiếp tục trung bình giá năm 2016 rồi họ tiếp tục trung bình giá năm 2017 các bạn sẽ thấy là họ hầu như là trung bình giá hàng ngày luôn thì kẻ không biết là người này lấy tiền ở đâu mà ngày nào người nào cũng mua là cả ngàn đô 500 đô 700 đô 2.000 đô 3.000 đô và thậm chí khi mà chúng ta nhìn vào những cái số lượng BTC nạp vào những năm như là 2018 đó, thì con số nó còn cao hơn nữa cho đến lần cuối cùng, con số nạp vào đó là thời điểm đó là tháng 2 năm 2018. Sau đó chúng ta đã không thấy động tĩnh nạp thêm BTC nữa. À, và có 0,5 5 Bitcoin, nghĩa là chỉ có 4.000 đô rồi khỏi tháng 11 năm 2019. Và đây là cái số limit coin duy nhất rời khỏi cái ví này trong cái thời gian tích lũy nhiều năm như vậy nhưng mà các bạn thấy được là cái cái ví này hầu như là trung bình giá hàng ngày liên tục 3 năm à, nhưng mà bây giờ ví này là có 1 nghìn là hai btc và đây là dấu hiệu của những ví cá voi tóm lại các bạn đã thấy là trong 10 ví này đó chỉ có một cái ví duy nhất đó chính là cái ví thường nhớ là ví thứ tư là có cái số lượng btc uh, rời khỏi mà thôi còn lại chỉ thấy nạp vào dấu hiệu của những cá voi bây giờ các bạn cũng đã thấy rồi không có dấu hiệu là họ di chuyển btc của mình ra khỏi ví bởi điều này cũng là cái điều mà chúng ta đã thấy khi mà nhìn vào tài liệu ở trên blockchain tại sao chúng ta thấy là cái số lượng BTC tiếp tục rời khỏi tại vì có thể là có cá vô tích lũy và không thấy cái đường CDD này tăng lên tại vì trên các bạn những cá vô đâu nằm không có di chuyển Bitcoin của mình hiện bây giờ. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tuần mới thì chúng ta sẽ nhìn vào cái số lượng tiền uh, cho những cái quỹ đầu tư lớn thì đây là cái tuần để coi con 1 2 3 4 5 6 tuần liên tục đây là tuần thứ sáu chúng ta tiếp tục thấy là có tiền nạp vào trong thị trường này đến từ những cái quỹ lớn và chi tiết hơn là tuần vừa rồi đó chúng ta thấy là những quỹ lớn như là chúng ta nhìn vào uh, purpose concierge là những quỹ mà thêm vào tổng cộng là 36 triệu đô la. 36 triệu đô la này là tổng cộng tới cái quỹ này nhưng mà khi các bạn nhìn kỹ hơn đó thì chúng ta thấy được là có quỹ nạp thêm tiền vào có quỹ rút tiền ra khỏi thị trường này và tại sao vậy các bạn đã thấy rất là rõ ràng là những cái quỹ ở châu Mỹ đó nạp vào tổng cộng là 95 triệu trong khi những quỹ ở châu Âu đó thì rút ra 59 triệu tôi nhớ rồi Tại sao thì nhiều người cho đây là dấu hiệu là cái sự lo lắng của những nhà đầu tư ở châu Âu cao hơn là ở châu Mỹ cho nên những quỹ đầu tư của Mỹ thì lại có cái sự tăng trưởng về cái số lượng vốn hóa nạp vào trong thị trường này nhưng mà những quỹ của châu Âu thì lại có cái số lượng tiền rút ra có thể là họ cần tiền hay là cảm thấy là nguy hiểm hơn và đặc biệt hơn đó là cái cặp đồng rubles của nước Nga và USD thì tăng lên 121% so với một tuần trước đó Tại sao tôi nghĩ là tại vì có nhiều người muốn rời khỏi đồng rubles và lưu trữ USD hiện tại Còn về những cái số tiền nạp vào đó 36 triệu này thì nạp vào đồng nào thì các bạn thấy là hầu như chỉ có hai đồng là có số lượng tiền nạp vào đó chính là Bitcoin có 17,3 triệu và chúng ta thấy được Ethereum 4,2 triệu còn lại là cái quỹ hỗn hợp là 14 triệu một số đồng khác là 4,2 triệu còn lại các bạn thấy được là Binance, Litecoin, Solana, Polkadot Cardano, Ripple đều có dấu hiệu là tiền rời khỏi những cái quỹ này.Ở đây những thông tin mình muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Các bạn có những cảm ý gì hãy comment ở bên dưới cái video này Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital Cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX trong đó Nói chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và như mọi nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US nhưng mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi và đương nhiên CryptoKhan ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.